Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online. nhân dịp đầu xuân, thầy giáo chúc các em cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Trong video hôm nay thì chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và ô ly, bài tập toán lớp 5. Mà các em mở sách và ô ly bài tập toán lớp 5 quyển 2 bài 114 thể tích hình hộp chữ nhật Rồi ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập Các em nên bấm tạm dừng video Và các em làm trước ra thích nháp, Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video Và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha Các em nên tập cho mình một thói quen như vậy Thì các em học tiến bộ rất là nhanh Thay vì các em chỉ xem Các em không chịu suy nghĩ Và các em không chịu làm trước Thì các em rất là nhanh quên Rồi đầu tiên mời các em làm bài tập số 1, viết số đo thích hợp vào ô trống. Ở đây chúng ta có các hình hộp chữ nhật. Có các kích thước là chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Ở hình 1 và hình 2 thì người ta yêu cầu các em tính thể tích. Ở hình 3, người ta cho chiều dài, chiều rộng, cho thể tích và yêu cầu các em tính chiều cao. Thì trước khi làm bài này Chúng ta cần phải ôn lại một kiến thức cơ bản, kiến thức cũ một chút. Khi chúng ta có một hình hộp chữ nhật thì bao giờ các em cũng phải nhớ được ba kích thước của hình hộp chữ nhật, đó chính là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Rồi khi biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao, các em có thể tính được là thể tích của hình hộp chữ nhật này bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng và nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Ở đây chiều dài nhân với chiều rộng tức là a nhân với b chính là diện tích của mặt đáy. Như vậy chúng ta có thể tính thể tích của hình hộp chữ nhật này theo cách khác đó là các em lấy diện tích của mặt đáy các em nhân với chiều cao. Từ đó, chúng ta có thể rút ra công thức tính chiều cao của hình hộp chữ nhật bằng cách lấy thể tích chia cho diện tích mặt đáy. Rồi như vậy là muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật thì trước hết là các em tính diện tích mặt đáy này bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng này. Được chưa? Sau khi tính được diện tích của mặt đáy rồi thì muốn tính chiều cao các em lấy thể tích của hình hộp chữ nhật chia cho diện tích của mặt đáy. Rồi ở đây các em ghi lại và học thuộc ba công thức này cho thầy giáo. Thể tích bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao hoặc là thể tích bằng diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Trong đó diện tích mặt đáy bằng chiều dài nhân chiều rộng. Chiều cao bằng thể tích chia cho diện tích mặt đáy. Rồi, cụ thể thì chúng ta sẽ vào bài tập số 1 là như sau chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Chiều dài là 2,2 m, chiều rộng là 1,5 m, chiều cao là 0,9 m. Ở đây chiều dài, chiều rộng và chiều cao đã có cùng đơn vị đo rồi. Như vậy muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật 1, các em chỉ việc lấy chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao. Tức là 2,2 nhân với 1,5 và nhân với 0,9 thì chúng ta được kết quả bằng 2,97 mét khối. 2,97 mét khối. Tiếp theo các em tính thể tích của hình hộp chữ nhật 2. Tiếp theo các em tính thể tích của hình hộp chữ nhật 2. Bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao. Ở đây chiều dài, chiều rộng và chiều cao đã có cùng đơn vị đo là decimet rồi. Như vậy các em chỉ việc lấy chiều dài là 4/5 nhân chiều rộng là 3/4 và nhân với chiều cao là nhân với 1 phần 2 Rồi Tử số có 4 Mẫu số có 4 Các em chia cả tử và mẫu cho 4 Như vậy lúc này Tử số chỉ còn lại là 3 x 1 Bằng 3 Mẫu là 5 x 2 bằng 10 Rất là nhanh Như vậy thể tích Của hình hộp chữ nhật 2 Bằng 3 phần 10 dm khối Tiếp theo các em sang Hình hộp chữ nhật 3 có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm, thể tích là 180cm khối và yêu cầu các em tính chiều cao. Rồi như phân tích ở trên thì trước hết là các em phải tính diện tích mặt đáy trước. Diện tích mặt đáy bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Tức là các em lấy chiều dài là 8 nhân với chiều rộng là 5. 8 x 5 bằng 40 cm vuông. Rồi sau đó để tính chiều cao thì các em lấy thể tích là 180 chia cho diện tích mặt đáy là chia cho 40. 180 chia cho 40 thì chúng ta được chiều cao là là 4,5 cm. Rồi 4,5 cm. Các em nhớ nhé, thể tích có đơn vị đo là cm khối. Chiều dài, chiều rộng có đơn vị đo là cm thì chiều cao cũng phải có đơn vị đo là cm. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, tính thể tích của khối gỗ có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên. Các em quan sát hình vẽ bên. Chúng ta có thể phân tích khối gỗ thành hai khối gỗ nhỏ có dạng hình hộp chữ nhật. Đó là hình màu màu cam và hình màu xanh. Các kích thước như hình vẽ. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ chia khối gỗ này thành hai hình hộp chữ nhật là hình A và hình B. Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B. Được chưa? Bây giờ các em tính thể tích của hình A, sau đó tính thể tích của hình B và cuối cùng là các em cộng lại với nhau. Rồi đầu tiên các em tính thể tích của khối gỗ hình A là muốn tính thể tích của khối gỗ hình A mà ở đây khối gỗ hình A có dạng là hình hộp chữ nhật. Như vậy các em chỉ việc lấy chiều dài nhân với chiều rộng và nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Ở đây các em nhận thấy là chiều dài là 8 cm rồi. Chiều rộng là 6 này. 6 cm. 6 cm thì chiều rộng của khối gỗ hình A nó bằng chiều rộng của khối gỗ hình B và bằng 6 cm. Chiều cao thì bằng 20 cm rồi. Như vậy các em lấy này. Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao này. 8 x 6 x 20 này. 8 x 6 bằng 48, 48 x 20 bằng 960 cm khối. Tiếp theo các em tính thể tích của khối gỗ hình B. Bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng và nhân với với chiều cao. Chiều dài ở đây là là bao nhiêu? Là 17 này trừ đi trừ đi 8 cm này. Cụ thể các em hình dung như sau. Đây chính là để tính để tính chiều dài của khối gỗ hình B này thì các em lấy đoạn đoạn 17 cm này. Các em trừ đi đoạn 8 cm này. Được chưa? Thì chúng ta được là 17 8. Đây chính là chiều dài. Nhân với chiều rộng là nhân với 6 này. Nhân với 6 này. Đúng không? Đây chính là đoạn này này nhân với 6 cm này. Rồi nhân với chiều cao. Thì chiều cao của khối gỗ hình B thì các em phải lấy đoạn này. Đấy, lấy đoạn này là đoạn này là bằng 20 cm này. Các em trừ đi đoạn này. Đoạn này là 15 này. Tức là 20 trừ 15. Nhân với 20 trừ 15. Được chưa? 17 trừ đi 8 thì bằng bao nhiêu? Bằng 9 đúng không? 20 trừ đi 15 thì bằng 5 đúng không? Như vậy ta có 9 x 6 nhân 5. 9 x 6 bằng 54. 54 mà nhân với 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 270 cm khối. Được chưa? Hoặc là các em lấy 6 x 5 trước. 6 x 5 bằng 30. 30 nhân với 9 thì bằng 270 cm khối. Rồi như vậy là thể tích của khối gỗ hình bên sẽ bằng 960 cộng với 270. mươi. em lấy thể tích của hình A cộng với thể tích của hình B. Rồi như vậy thể tích của cả khối gỗ là các em lấy thể tích của khối gỗ hình A là 960 cộng với thể tích của khối gỗ hình B là 270 thì chúng ta được kết quả là 1230 cm khối. Rồi đáp số là 1230 cm khối. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, tính 40% của 25, tức là 40% nhân 25 bằng bao nhiêu? Muốn tìm 40% của số 25 thì chúng ta làm thế nào? Ở đây 100% của một số là chính số đó. Các em nhớ nhá. 100% của một số là chính số đó. 100% của 25 là 25. Như vậy 1% của 25 sẽ là 25 chia 100, được chưa? Đây là 1% này, muốn tìm 40% thì các em chỉ việc lấy lấy 1% này, các em nhân thêm với 40. 25 chia 100 nhân 40 bằng bao nhiêu? 25 chia 100 bằng 0.25, 0.25 nhân 40 thì bằng bằng 10. Rồi. Sau khi nháp xong các em chỉ cần ghi kết quả vào đây là là 10. Đó, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.